Xin chào quý vị và các bạn, hiện tôi đang ở showroom công ty Z Music số 649 đường Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và kế bên tôi đây là dòng loa ZOM12. Đây là dòng loa mới nhất và tiên tiến nhất của ZOM Series đến từ thương hiệu Nesso. Thì như các bạn cũng đã biết thì thương hiệu Nesso là một trong những thương hiệu loa hàng đầu thế giới với hơn 40 năm kinh nghiệm sản xuất và phát triển. Và dòng loa ZOM12 này đã được thừa hưởng tất cả những tính năng đặc biệt và cũng như là những chất âm đến từ người đàn anh ZOM10, nhưng vẫn giữ được hình dáng, thiết kế và cũng như là tính di động cao của ZOM6. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua tổng quan cũng như là những đặc điểm nổi bật của ZOM12. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn qua về hình dáng cũng như là kích thước của dòng loa ZOM12. Thì như mỗi mô đun ở đây chúng ta sẽ có kích thước là cao 37cm, chiều dài 70cm và chiều sâu là 44,6cm. Mỗi mô đun sẽ có trọng lượng là 34kg. Thùng loa ZOM12 được cấu tạo từ hợp chất Urantan Copolymer. Đây là hợp chất giúp cho mỗi mô đun như thế này có thể chống chịu thời tiết nóng ẩm rất tốt, phù hợp cho mọi loại điều kiện không gian khác nhau, indoor hoặc outdoor. Tiếp đến là lưới bảo vệ loa của ZOM12 được tháo lắp một cách dễ dàng và nhanh chóng. Thùng loa ZOM12 được thiết kế đặc biệt ở bộ phận là ống thoát hơi dạng hình chữ V, dùng để tăng hiệu suất tần số thấp và giảm sự nhiễu loạn của luồng không khí thoát ra khi loa hoạt động ở tần số cao. Loa ZOM12 bao gồm củ chép có voice coil là 3 inch và củ bass 12 inch 8 ohm, được làm từ chất liệu neodymium. Cả hai đều được trang bị những công nghệ độc quyền và nổi trội của Nesso, mang tên là Hyperbolic Reflective Voice cho họng chép. Và một thiết bị mang tên là Phase Directivity Device cho loa bass. Với cấu hình của ZOM12, góc phủ mặc định là 80 độ theo chiều ngang. Và nếu mở rộng góc phủ này lên 120 độ, Nesso trang bị thêm một thiết bị mang tên là Magnetic Waveguide Flange. Mỗi module ZOM12 có công suất cực đại lên đến 140 dB. Và live array có thể nâng đến 12 module cho mỗi giây. Phía sau ở mỗi module có hai chế độ đánh bao gồm Active và Passive. Với setup Roundstack được lắp đặt một cách nhanh chóng và dễ dàng nhờ thiết kế giá đỡ khung treo, chốt ngàm thông minh của Nesso. Thì ở đây chúng ta đang có setup Roundstack bao gồm là 3 full ZOM12 và 2 sub M-18 được vận hành thông qua một âm ly 4x4 kênh của Nesso. Thì âm ly này sẽ chạy được ở chế độ 8 ohm có công suất là 1900W cho mỗi kênh. Để trải nghiệm thực tế nhất và sống động nhất thì mời quý vị và các bạn hãy đến showroom của chúng tôi số 649 đường Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để có thể tận tay nghe thấy được hệ thống âm thanh này hoạt động như thế nào.